sáng chưa anh? Anh sáng chưa? Bây giờ lại thế. Wow, uống cà phê tỉnh táo để chơi đến 12 giờ mới ngủ đúng không? Sợ ngủ quên đúng không? Xong rồi sau đó mới ngủ đúng không? Bỏ chợ, không ai sợ không cầm nổi. Giờ mới uống cà phê dễ ngủ á. Anh dạy nhắc mày mấy cái luôn. Đây đúng nha, em uống cà phê giờ anh cùng ngủ anh. Đứng ngồi không yên luôn á. Có người bị là giống như bị ngộ độc vô.